Thủ tướng, cần coi kinh tế là động cơ vĩnh cửu của quan hệ Việt-Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ưu tiên hợp tác với Mỹ về kinh tế, thương mại, đầu tư, đề nghị Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Tại cuộc hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở chính phủ hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, đặc là kênh đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Biden tại trụ sở chính phủ ngày 11 tháng 9. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng cho rằng cần coi đây là động cơ vĩnh cửu của quan hệ song phương, đề nghị Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, nâng cấp hiệp định khung về thương mại và đầu tư, tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của Mỹ làm ăn kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, thúc đẩy hợp tác trong chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo. Tổng thống Biden cho rằng việc nâng cấp quan hệ là cơ hội để cùng xây dựng tương lai tốt đẹp của hai dân tộc, tái khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế. Tổng thống Mỹ nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về các định hướng và biện pháp triển khai khuôn khổ mới của quan hệ hai nước, cũng như những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó có y tế, an sinh xã hội, năng lượng xanh, công nghệ cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Biden dự hội nghị với các doanh nghiệp hai nước ngày 11 tháng 9. Tổng thống Biden đề nghị hai bên tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng bán dẫn thông qua các chương trình đào tạo nhân lực cho Việt Nam, từng bước hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn và trở thành mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đánh giá cao vai trò của chủ nghĩa đa phương, đồng thời đề nghị Mỹ tiếp tục quan tâm dành nguồn lực để triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Mỹ, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác Mekong-Mỹ. Sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Biden đã dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao Việt Nam-Mỹ về đầu tư và đổi mới sáng tạo, với sự tham dự của một số doanh nghiệp hàng đầu hai nước trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư tài chính. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là lĩnh vực chiếm ưu tiên cao trong quan hệ song phương. Mỹ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ. Tăng trưởng thương mại hai nước tăng từ 450 triệu đô la Mỹ năm 1995 lên mức hơn 123 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Lũy kế đến năm 2023, Mỹ đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam với khoảng 1.200 dự án, tổng vốn gần 11,4 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đang có 230 dự án đầu tư tại Mỹ, tổng vốn đăng ký 1,26 tỷ đô la Mỹ.